bọn em chọn sách cho bác Tiến đi, bác Tiến đưa ra. Cái thằng coi như là chị Linh ấy nhỉ, rồi nó ngồi một bếp anh để chị đổ ngay. Quá đẹp, mấy bà cháu ngồi nói chuyện. Bình ngồi sát vào cho bà tí nữa thì nó đẹp, gọi này tí ngồi sát thằng cho nó tí nữa đấy, chứ ngồi sát thằng đây tí nữa đấy, ngồi sát vào cho nó một tí nữa thì nó vào hình. Lùi một tí. Cái này có quay lên sáng mai không hết kịp. Hello, chào mọi người. Trời ơi, anh đang ở ngoài nhà chỗ đó. Ngồi nói chuyện với bà, với bà vẫn đang ở đây chơi, bà đi chơi.